mình cũng trở thành anh hùng quay phong bảo vệ vũ trụ ha. Vậy tên giải ngân hà kỳ diệu đây. Hay da. Doraemon. Chỉ cần sử dụng dụng cụ bí mật đạo diễn Burger thì sẽ xong nha. Nó cũng có thể giúp biến thành siêu nhân thật nữa đó. Hãy xem rồi. Ngày càng giống với anh hùng rồi đó. Không phải hơi quá sao? Cảnh này cũng là chỉ đạo của đạo diễn á. Mình tên là Aaron, đến từ hành tinh Pokuru. Hành tinh của mình đã bị bọn hải tặc vũ trụ cướp mất. Sắp được làm anh hùng thiệt rồi. Làm ơn, xin hãy giúp mình cứu lấy hành tinh Pokuru. Cậu yên tâm, cứ giao cho tụi mình. Vì bảo vệ qua bên vũ trụ, chúng ta sẽ đánh đuổi bọn xấu xa. Bị bắn rồi. Đây không phải là phim, chỉ toàn là bọn xấu không thôi à. Tạm biệt nha, hành tinh Pokuru. Bắt đầu phòng con người vậy. Không thể được đâu, tụi mình đâu phải là anh hùng thật sự. Nắm dây. Chắc chắn chúng ta sẽ trở thành những anh hùng thật sự.